Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ý định sớm đến thăm thủ đô Bình Nhưỡng. Theo KCNA, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hôm 16 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên vì lời mời tới thăm nước này và cho biết sẽ đi thăm Triều Tiên trong thời gian tới đây. Bình Nhưỡng cũng khẳng định sẽ chào đón người bạn thân thiết nhất của nhân dân Triều Tiên. Hôm 19 tháng 1, Điện Kremlin cũng cho biết chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Putin đang được hai bên thảo luận thông qua các kênh ngoại giao.